Xin chào quý các bạn, xin mời các bạn trở lại với trận đấu giữa hai đội bóng B52 và Sapa ở vòng đấu thứ 9 giải bóng đá Lào Cai Phoenix F4. Ở trận đấu này thì các cầu thủ Sapa ra sân với trang phục áo xanh ngọn chuối, quần xanh ngọn chuối. Và đối thủ của họ là B52 ra sân với màu áo truyền thống, đó là áo đỏ quần đỏ. Như vậy trận đấu đã bắt đầu. Ra sân trong đội hình của B52 với các cầu thủ số 8 Nguyễn Thành Vũ, số 15 Nguyễn Minh Hải, số 16 Trần Văn Chiến, thủ môn số 23 Trần Công Minh, số 26 Nguyễn Tuấn Anh, số 28 Phạm Văn Huân và số 38 Trương Quang Lịch. Trong khi đó cầu thủ Sapa ra sân với các đội hình số 6 Phí Ngọc Nam, số 7 Phạm Trọng Nhất, số 8 Vừa Á Chớ, số 9 Hoàng Tuấn Anh, số 22 Nguyễn Hữu Hoàng, số 23 Bùi Minh Đăng và số 26 Cổ Hình Đức. Thủ môn của anh Đức thì cũng đã rất quen thuộc với khán giả ở giải Phúc Yên League. Và anh đã lên Lào Cai để thi đấu trong màu áo Sapa. Như vậy trận đấu đã hay những phút đầu tiên, hai bên đã thể hiện những bài phản công rất là sắc sảo. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu cởi mở giữa hai đội. Người đang có bóng bên phía B52 chính là số cầu thủ rất kỹ thuật, một người là ông chủ thực sự ở tuyến giữa của đội bóng này, đó là số 8 Nguyễn Thành Vũ. Đã có bóng rất hay và thoát đi được của số 26 bên phía B52, đó chính là Nguyễn Tuấn Anh, hậu vệ cánh phải, và sẽ có một cú đá phạt góc. Tiếp tục là quyền kiểm soát bóng của cầu thủ B52 rất chắc chắn, như vậy đã không thành công. Tuy nhiên cầu thủ Sapa thì cũng đã bố trí phòng ngự rất chắc chắn, họ bọc lót cho nhau. Buổi sáng ngày hôm nay thì trời Lào Cai chợt có những cơn mưa, nhưng vào lúc này thì thời tiết rất đẹp. Đó chính là những điều kiện rất tốt để cho những cầu thủ thi triển những kỹ thuật cá nhân của mình. Vậy pha phát bóng lên không chính xác của thủ môn của anh Đức bên phía Sapa. Số 38 đội trưởng bên phía B52 đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cùng với Thành Vũ. Đó chính là Trương Quang Linh. Đây là cầu thủ thi đấu đầy kỹ thuật nhưng rất mạnh mẽ. Như vậy đã có một tình huống thẻ vàng dành cho cầu thủ Sapa. Có lẽ trọng tài nhận định cầu thủ này đã dùng tay cản bóng. Trương Quang Lịch, cú mở biên trái không thành công. Người vừa cắt bóng bên phía Sapa là số 9 Hoàng Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh rất hay, vẫn tiếp tục. Liên tiếp là những pha trượt chân. Có lẽ với việc sân Duyên Hải lúc này có rất nhiều cao su đã làm khó khăn cho cầu thủ thi đấu. Cánh trái bên phía B52 chính là số 5 Nguyễn Minh Hải. Một cú sút đã có bàn thắng. Đó chính là số 8, một tiền vệ rất hay của phía B52. Đó chính là Nguyễn Thành Vũ. Rất nhanh chóng cầu thủ B52 đã có bàn thắng. Và trong tình huống rồi, đúng như cái tên của họ, đó là một cú đá lại bác. Và như vậy các cầu thủ Sapa sẽ lại trở lại với trận đấu bằng việc phải vươn lên có một bàn thắng để gỡ hòa. Cổ Huỳnh Đức chính là một thủ môn rất xuất sắc, nhưng trong tình huống rồi anh cũng phải bó tay trước cú dứt điểm của Thanh Vũ. Đang thi đấu trên hàng công của phía Sapa chính là đội trưởng số 23 Bùi Minh Đăng. Một cú đá góc. Tiếp tục. Rất khéo. Liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng. Và trong tình huống vừa rồi, cầu thủ Sapa đã có một cơ hội rất nguy hiểm. Người vừa dứt điểm là cầu thủ 8 có tên rất hay, đó là Vừa Á Chớ. Ở những tỉnh phía Tây Bắc miền núi thì có rất nhiều cầu thủ người dân tộc thi đấu. Và có rất... chúng ta đã chứng kiến ở trên Hà Giang đã có Ma Văn Thuận thi đấu cũng rất hay.
Như vậy pha phối hợp không thành công. Đó chính là cú chuyền bóng của hậu vệ cánh trái. Bên phía cầu thủ và phá bóng hụt rất nguy hiểm. Đó chính là cú phá bóng hụt của trung vệ số 28 Phạm Văn Huân. Và bây giờ sẽ là một pha đá phạt góc bên phía cầu thủ Sapa. Vậy Thành Vũ đã thi đấu chắc chắn để phá bóng ra ngoài đường biên. Không có gì phải vội, thời gian còn rất nhiều. Và chúng ta cần phải, các cầu thủ Sapa muốn có được bàn thắng, họ phải kiểm soát được thế trận và có ý đồ trong những tình huống tấn công. Bởi hiện nay thì bóng đá sân 7 đã phát triển rất nhiều. Muốn ghi bàn thì chúng ta phải có những tình huống phối hợp ăn ý, bài bản. Tại sân Duyên Hải vào lúc này có những cơn gió rất to. Thi đấu với buổi chiều mát mẻ. Cú pha thoát lên của Thanh Vũ không vào. Một cú đệm lòng bằng chân trái của cầu thủ số 23 bên phía bên M2, đó chính là Trần Công Minh. Trong tình huống vừa rồi thì cũng nhả bóng ra cũng đã bị ngược chiều so với pha di chuyển vào của Trần Công Minh. Tuấn Anh, Thanh Vũ rất chắc chắn. Đó một chuyền bóng về và đương nhiên thủ môn bên phía bên M2 sẽ không được phép bắt bóng. Phạm Trọng Nhất rất hay. Tuấn Anh cầu thủ bên thi đấu bên phía hậu vệ cánh phải của bên M2 đang thi đấu rất tốt. Tiếp tục, bóng vẫn trong tầm kiểm soát cầu thủ Sapa. Tuy nhiên cầu thủ B52 họ cũng đang có rất nhiều cơ hội. Vừa á chớ, một cú sút xa không thành công của vừa á chớ. Và sẽ có một cú phát bóng lên từ vị trí thủ môn của phía bên M2. Đội trưởng thủ môn số 16 Sần Văn Chiến rất hay. Một cú đi bóng rất tuyệt vời của số 7 bên phía Sapa, đó là Phạm Trọng Nhất. Nhưng cú dứt điểm lại không thành công. Tuấn Anh không thành công rồi. Vừa chớ. Bùi Minh Đăng không thành công. Trong ít phút vừa qua thì cầu thủ Sapa đã lấy lại được thế trận và họ đang triển khai những miếng đánh vô cùng ăn ý, nhưng những tình huống dứt điểm cuối cùng chính xác thì lại đang thiếu. Như vậy Trọng Nhất đang là cầu thủ thi đấu thấp nhất bên phía cầu thủ Sapa. Nguyễn Hữu Hoàng, Minh Đức. Như vậy là thủ môn của Minh Đức đang dâng lên rất cao. Cũng đơn giản thôi. Minh Đức đang là thủ môn có kỹ thuật chơi chân rất tốt. Và chuyền bóng không thành công của Nguyễn Minh Hải, hậu vệ cánh trái của cầu thủ B52. Rất hay. Thoát lên được bóng nhưng cầu thủ Sapa lại chuyền về. Cần phải thoát qua, khi đã chuyền bóng thoát qua được người thì họ phải lập tức có những tình huống phản công nhanh. Không thành công. Những tình huống dâng lên của Cổ Hình Đức đang hợp lý. Nhưng họ cần có sự chuẩn bị và những miếng đánh cho những tình huống tiếp theo. Bởi nếu dâng lên cao như vậy, chỉ cần một đường truyền không thành công thì lập tức họ sẽ phải trả giá.
Như vậy trung vệ bên phía cầu thủ BM2 đã thi đấu thành công. Vừa chớ rất chính xác Thành Vũ. Thành Vũ thi đấu rất kỹ thuật, một đường chọc khe rất chính xác Minh Hải. Như vậy Tuấn Anh đã sang phía góc 2, không thành công rồi. Và cướp bóng của trung vệ bên phía các cầu thủ Sapa. Bùi Minh Đăng. Vậy pha phối hợp của Bùi Minh Đăng đã không thành công. Trương Quang Lịch. Quang Lịch là một đội trưởng rất xứng đáng về phía cầu thủ B52. Quang Lịch rất tự tin chơi ở phía phần sân nhà. Như vậy pha phối hợp dọc biên đã không thành công. Trung vệ 28 bên phía cầu thủ bên 2 là Văn Huân đang thi đấu rất chắc chắn. Mình đang thi đấu và dứt điểm rất tốt của cầu thủ bên 52. Cầu thủ vừa tung cú dứt điểm bên phía đêm 2 chính là số 23 Trần Công Minh. Cầu thủ Sapa đang thi đấu chuyền rất chắc chắn bên phía sân nhà. Nhưng ngay bây giờ là Khổ Hình Đức sẽ đá một cú đá xuất thẳng. Quang Lịch. Sẽ rất nguy hiểm. Làm gì? Không thành công. Như vậy vừa rồi thì 23, số 23 Bùi Minh Đăng tiền đạo thi đấu cao nhất đã có tình huống nhưng anh đã không tận dụng được. Và ngay lập tức trung vệ Văn Huân đã về và cũng rất kịp thời. Một đường càng ngang rất nguy hiểm. Như vậy đã có pha phạm lỗi. Đó chính là pha phạm lỗi của số 22 bên phía Sapa. Đó là Hữu Hoàng. Sẽ có một pha phạt góc cho cầu thủ B52. Tình huống treo bóng vào rất nguy hiểm. Rất may số 8 vừa chớ bên phía Sapa đã can thiệp kịp thời. Nếu không trong tình huống rồi Công Minh sẽ có một cú băng cắt rất nguy hiểm. Vừa chớ Thành Vũ rất nguy hiểm. Cú dứt điểm của Thành Vũ, nếu cú dứt điểm vừa rồi ăn vào góc 2 thì chắc chắn sẽ có bàn thắng cho cầu thủ B52. Không thành công. Tiền đạo Minh Đăng bên phía cầu thủ Sapa đang thi đấu dưới sức. Văn Huân sẽ là người thực hiện cú đá biên. Như vậy Tuấn Anh đã về để phối hợp với Văn Huân. Một cú mở biên rất xa và chính xác cho hậu vệ cánh trái bên phía BM2 Công Minh. Như vậy đã có một tình huống phạm lỗi của đội trưởng bên phía cầu thủ BM2. Người phạm lỗi chính là đội trưởng số 38 Trương Quang Lịch.
rất nguy hiểm. Tiếp tục là một phút đá bóng phá bóng hụt của Văn Huận và chiếc gôn của đội bóng BM2 trong những tình huống phá bóng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cầu thủ Sapa mỗi lần thi đấu họ phải di chuyển xuống thành phố Lào Cai. Và đây chính là những gì mà những cầu thủ đang sinh sống tại Sapa thể hiện tình yêu của mình với trái bóng tròn. Và năm này cũng chính là năm thứ hai họ chơi tại giải. Một cú phá bóng rất thành công. Tuy nhiên người dứt điểm cuối cùng là số 6 hậu vệ cánh phải của Sapa, đó là Phí Ngọc Lam, lại dứt điểm không chính xác. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ rất đáng tiếc bởi Ngọc Lam. Sapa không phải là không có cơ hội, họ có rất nhiều cơ hội nhưng đã không tận dụng được. Cú phá bóng rất mạnh và sẽ là cú đá bóng lên, trọng tài nhận định. Thủ môn Quế Đức, hai hậu vệ bên phía cầu thủ Sapa đã lánh ra, dạt ra biên rất sâu. Đây cũng chính là một trong những phương án để phá quay khi các cầu thủ đối phương áp sát. Quang Lịch, như vậy vừa pha tình huống từ phía sau của số 8 vừa chớ. Rất trơn. Văn Huân rất hay. Công Minh, Thành Vũ, Văn Huân, Minh Hải. Minh Hải là cầu thủ có chân trái rất khéo. Quang Lịch, những pha phối hợp rất chậm nhưng rất chính xác của cầu thủ sắp B52. Tuấn Anh, vậy vừa chớ. Thanh Vũ, Thành Vũ là cầu thủ rất khéo. Khả năng cầm bóng lắt léo và đột biến của Thành Vũ chính là mối nguy hiểm dành cho đối phương và một vũ khí của cầu thủ B52. Minh Hải, B52 cũng là một đội bóng có truyền thống tại Lào Cai. Họ đã thi đấu với nhau rất lâu. Nhưng pha phá bóng nhiều rồi rất nguy hiểm cho ban tổ chức. Vận trung vệ của B52 số 28 Văn Huân thi đấu rất mộc mạc nhưng lại vô cùng hiệu quả. Những tình huống phá bóng của Văn Huân rất quyết liệt và chuyền bóng chính xác của Cố Anh Đức vẫn là chiến thắng dành cho Văn Huân. Có vẻ như trung vệ Văn Huân đã vô hiệu hóa được tiền đạo số 23 đội trưởng bên phía cầu thủ Sapa, đó chính là Minh Đăng. Công Minh, pha phản công sẽ là pha đối mặt của Văn Huân với Cổ Hình Đức. Một đường chuyền, Quang Lịch đã phá bóng thành công. Bây giờ tiếp tục là Công Minh, pha phản công của cầu thủ Sapa. Không, đó là pha phản công của B52. Vào, rất hiệu quả. Trong tình huống vừa rồi thì trung vệ Văn Huân như dưới đất chui lên, anh đã dừng lại ở tình huống phản công không thành công và ngay lập tức thì pha phối hợp đã có bàn thắng cho số 23 Công Minh. Tỷ số đã là 2-0 dành cho cầu thủ B52. Các cầu thủ Sapa đã không tận dụng được cơ hội của mình và ngay lập tức họ đã phải trả giá.
Ở bên cạnh thì cầu thủ OCB đã có hai bàn thắng trước cầu thủ Phố Tèo. Minh Hải. Các cầu thủ Sapa cần phải cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng thì hy vọng rằng họ mới có kết quả tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Thành Vũ. Xa tranh chấp của hai tiền vệ. Đã cướp được bóng. Vậy đã không thành công. Văn Huân. Quang Lịch. Minh Hải. Như vậy cầu mình đã gọi xin bóng. Cầu thủ Sapa sẽ có sự thay đổi người. Số 6 Phí Ngọc Nam ra sân và vào sân sẽ là số 19 Vũ Mạnh Cường. Thành Vũ rất khéo léo. Tuy nhiên cầu thủ Sapa tranh chấp rất quyết liệt. Người vừa can thiệp cho Kính Hữu rồi là số 9 Hoàng Tuấn Anh. Như vậy cả hai đội đều có cầu thủ tên là Tuấn Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng pha tranh chấp hết sức mạnh mẽ. Như vậy thì số đã là 3-0 cho cầu thủ OCB ở trận đấu bên cạnh. Với cầu thủ Phố Tèo, cơ hội cho Công Minh. Tiếp tục là cú sút ra. Không thành công. Cú đệm bóng ở dự ly rất gần của Tuấn Anh. Hậu vệ cánh phải đã lên tham gia tấn công nhưng đã không có bàn thắng thứ ba cho cầu thủ B52. Vẫn là sự hiệu quả của trung vệ Văn Huân. Quang Lịch. Cú chuyền bóng không thành công của Quang Lịch cho Công Minh. Hiếu Hoàng. Hiếu Hoàng đang là người thi đấu thấp nhất bên phía của Sapa. Không được rồi. Thành Vũ. Có cảm giác như Thành Vũ muốn qua người là qua được người. Việc một đối một với Thành Vũ là rất khó. Muốn bắt được cầu thủ này thì cần phải có cầu thủ bọc lót. Trong tình huống này cầu thủ Sapa đã có đủ người. Và chuyền bóng rất hay nhưng tiền đạo bên phía Sapa đã không theo kịp. Mình rằng nếu mình rằng di chuyển sớm hơn một nhịp thôi thì đã có bàn thắng cầu thủ Sapa. Thủ môn Quỳnh Đức đang thi đấu lên rất cao. Nhưng theo tôi việc giữ bóng trong chân nhiều cũng không hợp lý. Họ cần phải luân chuyển bóng rất nhanh. Khi đó hai hậu vệ sang ngang cần phải lấy được những vị trí tốt nhất ở biên. Và luân chuyển bóng vào giữa cũng như hai đáy biên thì mới có cơ hội xâm nhập được vào cầu môn của đối phương. Vừa chớ. Vậy đã có pha phạm lỗi của Thanh Vũ. Cú đá thẳng của trung vệ Hữu Hoàng. Tuấn Anh rất nhanh và khỏe, đó là Tuấn Anh. Nhưng vừa rồi số 7 Trọng Nhất đã cướp được bóng. Thanh Vũ. Và bóng rất mạnh về phía thủ môn của B52. Hữu Hoàng. Tuấn Anh. Cầu thủ Sapa họ thi đấu cũng rất tốt. Tuy nhiên những tình huống cuối cùng chính là những gì mà cầu thủ Sapa còn thiếu. Trọng Nhất.
Công Minh. Như vậy Tuấn Anh đã cướp được bóng. Tuấn Anh, Hữu Hoàng. Tuấn Anh. Một cầu Đức đã lên rất cao, đây chính là những cơ hội. Vừa chớ. Cú sút xa của vừa chớ đã không thành công. Rất nguy hiểm, không có tình huống phạm lỗi của vừa chớ. Một cú sút xa. Như vậy với pha phản ứng của đội trưởng bên phía BM2, số 38 Trương Quang Lịch, Quang Lịch đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Tuấn Anh vừa chớ. Hữu Hoàng. Số 19 Mạnh Cường vào thay người đã thi đấu hữu cánh phải. Nhưng mà lúc này thì Mạnh Cường đã được đẩy lên cao. Trọng Nhất. Tuấn Anh. Và đối đầu giữa Tuấn Anh và Minh Hải. Hữu Hoàng. Và chuyền ngang đã không thành công. Công Minh. Minh Hải cú sút xa. Như vậy Thành Vũ đã không chế lại nhưng do đường bóng quá căng, tiếp tục làm cú sút xa không thành công. Như vậy sau cú sút xa của Công Minh thì bóng đã đập chân của Tuấn Anh. Minh Hải sẽ có cơ hội. Mạnh Cường. Một cú mở bóng, tuy nhiên trung vệ Hữu Huân đã cướp được bóng. Hữu Huân đang thi đấu rất chắc chắn. Và đó chính là những lời khen ngợi của Thành Vũ dành cho người đồng đội của mình. Đúng là như vậy, môn bóng đá chính là môn thể thao tập thể. Và kể cả trong những tình huống bị bất lợi hay thi đấu tốt thì cũng cần có những lời chia sẻ động viên với nhau. Cổ Đình Đức chắc là đang mong muốn ghi một bàn thắng. Tiếp tục. Minh Đăng. Trọng Nhất không vào. Như vậy Mạnh Cường đã không ở vị trí tốt nhất để thực hiện cú dứt điểm. Trọng Nhất. Thành Vũ. Thành Vũ thi đấu rất lật lèo. Những đường đi bóng của Thành Vũ thường rất khó bị nhận biết. Một cú dứt điểm theo tôi là hết sức nguy hiểm. Nhưng nếu tình huống vừa rồi Quang Lịch hoặc Công Minh mà đứng ở vị trí góc 2 thì có lẽ sẽ có bàn thắng dành cho cầu thủ BM2. Mạnh Cường. Trọng Nhất. Vẫn là chiến thắng dành cho Văn Huông trong cuộc đối đầu với Minh Đăng.
sự nhiệt huyết và quyết liệt trong cách thi đấu đã khiến cho Văn Huân giành chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp. Quang Lịch pha chuyền bóng nhanh nhưng Tuấn Anh đã cướp được bóng rồi. Một pha phá bóng rất đơn giản. Vì vậy Tuấn Anh có lẽ có biệt hiệu là cò. Tôi vừa phải kêu lên một tiếng bởi có một pha đá bóng vào ngay vị trí của tôi đang ngồi. Như vậy thủ môn của Anh Đức đã rất thận trọng tình huống rồi, nếu không sẽ là một bàn thắng. Minh Hải đã có một pha đá phạt góc cho thủ B52. Vẫn còn Quang Lịch và phá bóng của hai cầu thủ rất khỏe. Như vậy đúng lúc này là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Sapa và B52. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về cầu thủ B52. Các bàn thắng được ghi bởi Thanh Vũ. Bàn còn lại ghi của Công Minh. Và chúng ta cùng ý phút và trở lại với hiệp 2 trận đấu. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại hiệp 2 trận đấu giữa các cầu thủ B52 trong trang phục áo đỏ quần đỏ với cầu thủ Sapa trang phục áo xanh lõn chuối quần xanh lõn chuối. Và tỷ số đang là 2-0 dành cầu thủ B52 với hai bàn thắng của Công Minh và Thanh Vũ. Vậy các cầu thủ Sapa đang có bóng. Đã có pha chạm tay của đội trưởng Minh Đăng. Quang Lịch. Minh Đức. Cú chuyển bóng rất khó của vừa chớ. Và người vừa nhận bóng là Mạnh Cường. Một trong những cầu thủ thi đấu rất hay bên cánh bên phía và phá bóng rất mạnh của Hữu Hòa. Minh Hải sẽ thực hiện cú đá bóng đá biên. Tuấn Anh. Trọng Nhất. Tuấn Anh bên phía B52 đang che người rất kỹ. Tuấn Anh. Khá chuyền bóng không thành công nhưng bóng tiếp tục sẽ là Tuấn Anh. Trọng Nhất. Không, đó chính là cú sút xa của vừa chớ. Thành Vũ. Công Minh. Và phá bóng nền của cổ động viên thủ môn của Hình Đức. Cầu thủ B52 cho rằng đã có một tình huống chạm tay của Tuấn Anh. Trọng tài không nghĩ như vậy. Pha đối đầu giữa Minh Đăng và Hữu Văn Huân. Như vậy bóng đã ra ngoài đi biên. Tuấn Anh. Rất tốt. Các cầu thủ Sapa đang hết sức cố gắng ở hiệp 2. Thủ môn của Anh Đức đang lên rất cao. Không thành công. Các cầu thủ B52 đang phòng ngự rất tập trung. Và phá bóng của Hữu Hoàng. Như vậy đó là sự đối đầu của hai người cùng tên là Tuấn Anh. Số 9 Tuấn Anh bên phía Sapa và số 26 bên phía B52. Và phối hợp không thành công. Văn Cường tiếp tục
Quang Lịch đã Minh Hải và phối hợp người có bóng là Công Minh. Và đi bóng rất khéo của Công Minh nhưng đã không thành công. Đó một xử lý pha xử lý hoàn hảo của Công Minh. Vừa chớ. Pha đi bóng của Minh Đăng thì Tuấn Anh đã là người chiến thắng. Hữu Hoàng. Cú chuyền xa không thành công của Hữu Hoàng. Tuấn Anh. Trọng Nhất. Mạnh Cường. Đã có pha phê bóng của Mạnh Cường và cầu thủ BM2 sẽ được đá một cú đá phạt. Người thực hiện cú đá phạt là hậu vệ cánh trái rất xuất sắc bên phía BM2 Minh Hải. Quang Lịch. Một đường chuyền. Như vậy Cổ Hình Đức đã xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Vừa chớ. Không có bàn thắng. Mạnh Cường vừa rồi đã có một cơ hội. Tuy nhiên hậu vệ bên phía xa, bên phía BM2 đã kịp thời phá bóng. Bên phía sân bên cạnh thì Phố Tèo đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Dứt điểm không thành công của Minh Đăng. Tuấn Anh đã cướp được bóng. Một cú đường chuyền không thành công. Vừa chớ. Tuấn Anh. Rất hay, vừa chớ. Trọng Nhất. Và pha bóng quyết liệt của Văn Huẩn đó chính là phong cách thi đấu của anh Minh Hải. Và chuyền bóng đối mặt Công Minh. Như vậy đã có bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ BM2. Và sâu kim của Công Minh. Công Minh chính là tiền đạo thi đấu rất hiệu quả bên phía cầu thủ BM2 cho đến thời điểm hiện tại. Mạnh Cường không thành công rồi. Như vậy đã có một tình huống chạm tay của trung vệ Hữu Hoàng. Cú sút xa của Tuấn Anh không thành công. Vậy bóng đã vẫn còn trong sân. Vừa chớ. Rất quyết liệt. À chớ rất cố gắng.
Tuấn Anh, Công Minh, Quang Lịch. Tiếp tục có bàn thắng, một bàn thắng rất dễ dàng của Tuấn Anh. Quang Lịch đã thành công. Thời gian còn rất nhiều và thất bại không phải là tất cả. Quan trọng nhất, cầu thủ Sapa phải cố gắng thể hiện được mình và thể hiện bản lĩnh. Có thể là một bàn thắng thôi, nhưng đó chính là những niềm vui của những trận bóng vào cuối tuần. Cơ hội cho Hữu Hoàng không thành công. Và phối hợp Công Minh rất dễ dàng. Tiền đạo bên phía BM2 rất xuất sắc và khéo léo. Tình huống với thủ môn của Anh Đức, một thủ môn cũng rất xuất sắc bên phía Sapa. Nhưng Công Minh đã có cú hat-trick cho mình. Số đã là 5-0 thành cho thủ B52. Như vậy hai số 8 đã đối đầu với nhau. Đây cũng chính là hai thủ lĩnh ở tuyến giữa của cả hai đội. Như vậy đội trưởng Minh Đăng đã ra sân. Và Tuấn Anh số 9 bên phía cầu thủ Sapa cũng đã ra sân. Hai cầu thủ vào sân. Và số 11 Nguyễn Văn Hòa. Và số 15 Phạm Hải Nam. Và lúc này Hải Nam sẽ đeo băng đội trưởng. Minh Hải, Thành Vũ. Như vậy đã không có phạm lỗi nào đến từ Hải Nam. Vừa chớ trọng nhất rất hay. Cú sút xa của vừa chớ. Bên phía sân bên cạnh thì Phố Tèo đã có bàn thắng gỡ hòa. Chúng tôi xin lỗi là tỷ số 5-4 dành cho cầu thủ OCB. Hậu vệ cánh trái bên phía BM2 đã nhắc nhở các đồng đội của mình cần phải thi đấu thận trọng hơn. Ngay sau đó thì OCB lại có bàn thắng. Tỷ số đã là 6-4. Và lúc này thì khán giả đã đang dần dần kéo đến sân Duyên Hải để cổ vũ cho các đội bóng. Và phá bóng của Hải Nam. Tuấn Anh. Thành Vũ rất khéo léo, nhưng Hải Nam đã chiến thắng trong tình huống vừa rồi. Trọng nhất. Văn Huân tiếp tục là người chiến thắng. Nguyễn Văn Hòa. Hải Nam chuyển không thành công.
trọng nhất công mình. Rất khó chịu. Và chuyền bóng rất hay của tiền vệ Nhạc Trưởng bên phía BM2 Thanh Vũ. Có vẻ của mình đã có hat trick và không muốn phạm lỗi của đội trưởng bên phía BM2. Người đứng trước bóng là Mạnh Cường. Mạnh Cường đã sút bóng vào chính đồng đội của mình, đó là Trọng Nhất. Minh Hải. Sẽ có rất nhiều khó khăn dành cho cầu thủ Sapa đang bị dẫn với kết quả trận đấu rất sâu và họ cũng đã yếu hơn đối thủ về thể lực. Thanh Vũ rất khéo léo, rất khó vào ý bóng đầu chân của Thanh Vũ. Chúng ta có cảm giác như Thanh Vũ có thể điều khiển trái bóng theo ý của mình. Vừa chưa? À, khống chế bóng không thành công của đội trưởng Quang Lịch bên phía cầu thủ BM2. Cú đánh đầu của Hải Nam không gây khó được cho thủ môn bên phía của cầu thủ B52 Quang Lịch. Và mở biên rất hay và trích bóng rất khéo léo đã không chiến thắng được trung vệ Hữu Hoàng. Tiếp tục làm pha phối hợp chính xác của cầu thủ Sapa, rất tốt, pha phối hợp rất tốt. Hải Nam cơ hội như vậy đã không có bàn thắng dành cho thủ Sapa. Và phản công tiếp tục là công mình. Người đang theo sát công mình là Văn Cường đã thành công. Mạnh Cường đã phá được bóng. Minh Hải và phối hợp với công mình. Tuấn Anh rất khỏe. Tuấn Anh thi đấu lên công về thủ bên phía cánh phải bên M2. Tuy nhiên cho đến lúc này thì thể lực của Tuấn Anh vẫn rất tốt. Có cầu thủ bên M2 thi đấu không hề tỏ ra mệt mỏi một chút nào. Cũng dễ hiểu thôi, họ đang dẫn 5-0. Tâm lý hết sức thoải mái để cho họ có thể phô diễn những thi thuật cá nhân của mình. Và chuyền bóng của Minh Hải. Tình huống vừa rồi thì Minh Hải đã di chuyển từ cánh trái lên rất sâu và thậm chí là cánh phải để nhận bóng. Văn Huân. Hữu Hoàng. Hải Nam không thành công. Mạnh Cường. Trọng Nhất. Văn Huân phá giật gót rất điều luyện. Phản công
Tuấn Anh. Phải pha phối hợp đã không chính xác. Trong tình huống rồi đúng ra Tuấn Anh phải chuyền lại cho Văn Huân. Văn Huân sẽ đi vào, sẽ đối mặt thủ môn của Anh Đức cùng với Công Minh. Hữu Hoàng, Văn Nam sẽ tiếp tục là Công Minh. Rất khó. Và lắc người đã có cục poker dành cho Công Minh. Bên phía bên hai sẽ có sự thay đổi người. Như vậy cầu thủ bên hai đã dần rút ra cầu thủ mình ra một cú chuyền bóng rất tốt, tuy nhiên tiền đạo của mình đã khống chế không thành công. Tiếp tục là sự thay đổi người. Sau ngay sau tình huống đưa bóng không chính xác thì Công Minh đã ra sân, nhưng đây là một ngày thi đấu thành công của tiền đạo bên phía bên năm hai. Nếu anh ở lại trên sân sẽ có một bàn tay nhỏ, nhưng poker cũng là quá đủ. Hữu Hoàng. Chú Nam. Huỳnh Đức. Ngọc Lam, Trọng Nhất, Hà khống chế rất hay. Có bàn thắng không? Như vậy Mạnh Cường vẫn không vào. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với các cầu thủ bên phía cầu thủ Sapa.
có rất nhiều cơ hội có thể chuyển bóng thành bàn thắng, nhưng điều họ làm được tốt nhất cho đến lúc này chính là đá vào cột dọc của bên phía bên Lâm Hải. Vừa chữa cầu thủ thi đấu rất hay về phía cầu thủ Sapa. Mạnh Cường dùng chế bóng rất tốt. Ngọc Lam chuyền bóng rất xa. Thanh Vũ. Và chuyền bóng cho đối phương. Hữu Hoàng đã qua người. Như vậy đã có một pha phạm lỗi với Hữu Hoàng. Vào lúc này thì Hữu Hoàng đã lên tham gia tấn công. Sẽ là một cơ hội đá phạt dành cho cầu thủ Sapa. Cầu thủ Sapa xứng đáng có một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Cho dù đó chỉ là một bàn thắng rút ngắn tỷ số. Sẽ là một cú sút thẳng. Thanh Vũ. Thanh Vũ thi đấu rất thong dòng nhưng rất khó chịu. Vừa chớ. Tiếp tục là chớ. Tuấn Anh. Và chuyền bóng vào chân nhau. Xử lý không thành công trong tình huống rồi là cầu thủ vào thay người Nguyễn Văn Hòa. Ném bóng rất xa cầu thủ môn Văn Chiến. Văn Huân. Rất kinh nghiệm. À chớ. Đã có tình huống phạm lỗi. Trọng Nhất. Mạnh Cường cơ hội. Cú dứt điểm của Mạnh Cường đã không thành công. Chúng ta xác định sẽ là một quả đá biên. Quang Lịch rất tự tin. Trọng Hiệp như cổ Linh Đức đã đoán được ý đồ. À chớ. Trọng Nhất. Văn Huân. Trọng Hiệp. Văn Huân. Văn Huân sẽ làm gì ở góc này? Một cú chuyền ngang không cho ai. Trọng Nhất. Vừa chớ sẽ là cơ hội. Một cú sút xa bằng chân trái rất chính xác, rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu và tỷ số đã là 6-0 dành cho các cầu thủ bên Nam Hải. Và xin
Chào quý các bạn, hẹn gặp lại bạn vào trận đấu sau trong buổi chiều ngày hôm nay.